Rồi, xin chào anh em. Hôm nay shop Kim Du xin review cho anh em về cái kính năm cạnh. Đấy, hàng đây là hàng loại 1 này của Rizuma, rất là chi tiết nha anh em. Và chúng ta bắt đầu vào cái công cụ chế xoay của nó. Đây, đây là bộ ron xoay. Đây, làm cho mình xem. Đấy, nó gồm có 5 cái ron. Đây, đây là cái ron nhỏ và đây là cái ron lớn nhất. Còn cái cục này á, thì nó cùng với thằng này và cùng một chức năng. Thì đa phần thì người ta không xài cục này đâu, ta chỉ xài 4 cái ron này thôi. Đấy, thì trước tiên ta lấy cái ron đầu tiên là cái ron lớn nhất, ta gắn vào đây. Đấy, và cái ron nhỏ nhất chúng ta lấy con ốc 6 ly chúng ta gắn vào. Và cái bộ ron của cầu quéo, đây anh em thấy rõ nha. Đấy, rồi xong chúng ta lấy cái con ốc lục giác, cái lê lục giác ta dặn vào, dặn cho chặt nha anh em. Rồi còn hai ron còn lại chúng ta lấy con ốc 10 ly này. Đấy, sợ bỏ vào đây. Rồi con ốc 10 ly cho vào đây. Con ốc này thì nằm dưới đây nha, để mỗi khi chúng ta gắn vào xe và chúng ta nó chạy như vậy. Rồi bây giờ chỉ gắn lên DMC gắn và lấy con ốc gắn lại thôi. Đây, còn thành chế xoay cho nên xong rất là dễ dàng. Rồi và bây giờ chúng ta bắt đầu